Đám cưới của Chiến Nguyễn có những gì? Hôm nay mình sẽ cho mọi người xem cái dạp đám cưới của mình trị giá 50 triệu sẽ như nào nhá. Chia sẻ mọi người một chút rằng là đội ngũ lãnh đạo của 1900 ấy, các bạn đấy đã lên cho mình một cái dạp sự kiện trị giá 270 triệu và các bạn có nói một điều là cái điều này bọn em dành tặng cho anh. Tuy nhiên thì mình cũng chia sẻ các bạn là như này này, là anh sinh ra ở quê và bố mẹ anh thì cũng một năm thường xuyên cũng có rất nhiều cái sự kiện lớn. Và anh cũng không muốn rằng là vì việc cưới của anh mà bố mẹ anh cần phải thay đổi những cái phong cách cũ. Cho nên anh bảo mọi người là hãy làm cho anh những dạp mà đám cưới như ở quê bình thường mọi người làm nào thì anh như vậy. Bởi vì thật ra cá nhân của Chiến ấy, Chiến cũng chỉ thích những thứ rất là bình dị đơn giản như này thôi. Trong chỗ này là mình sẽ làm để chỗ phông chụp ảnh. Còn phía bên này là phía bên trang trí ảnh cưới của chúng mình nha mọi người. Đây là cái khu dạp hậu cần sắp cỗ, bởi vì ngày mai mình cũng rất nhiều anh chị em bạn bè thân thiết ở Hà Nội về đây chơi và mọi người sẽ được phép ở đây bê cỗ lên và được mời mọi người ăn ở đây. Đây là nhà mình, đây mọi người vào đây. Đây mọi người vào đây, đấy. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem vào chỗ trong nhà các cụ ông cụ bà đang họp gia đình rất là vui. Thật sự là những cái thứ này ấy, chỉ có ở quê mới có được thôi. Các bạn ZZ bây giờ sẽ không có trải nghiệm này. Bây giờ chuẩn bị trước giờ sự kiện lớn thì bọn mình sẽ cần phải đi check trước toàn bộ mâm cỗ, đồ ăn xem còn thiếu gì không thì bắt đầu sẽ lên tham gia chương trình trước. Thật sự là mình cũng biết là sẽ thiếu sót rất là nhiều người nên là cũng rất mong là bạn bè có thể thông cảm. Trong trường hợp mà mình quên mời ai đó thì mọi người có thể hoan hỉ giúp mình nhá. Đây, mỗi mâm cỗ tiêu chuẩn ở quê nhà mình thì gồm có nước ngọt này, nước lọc, và đây là bánh dày, gà, tôm và quýt. Đây là những món bề đang lên dần. Bây giờ mình sẽ vào trong khu hậu cần xem là cỗ bàn còn thiếu cái gì không nhá mọi người nhá. Này, cho nhỏ cái còi lại nhá. Mình phải test thử chất lượng xem là có ngon hay không cho mọi người ăn được. Cho mọi người vào xem phòng cưới nhà mình nhé. Phòng cưới của mình thì rất là đơn giản thôi. Mình thích nó đơn giản nhất có thể. Đây các bạn đang make up và đang trang trí phòng cưới. Chúc mừng em nhé. Chúc mừng em mà lấy được anh. Rất cầm mình. Và đây là cái kết. Tình hình bây giờ là vợ em đâu, dâu mới cái thứ đâu hết rồi. Sao lại không không ra rửa bát để các chị rửa hết này à? Dâu mới rồi. Dạ. Anh đến đời em mà sao chuyện đấy được, làm sao để cho các chị các bác rửa bát đây này, dâu dâu mới đâu hết rồi. Đây mẹ cho con 100, vợ con không rửa bát thì con rửa bát thì mẹ cho con 100. Hả? Đùa mẹ, chuyện vì 100.000 mà mẹ bán rẻ lâm sỉ con như thế à? Vợ con không rửa thì con rửa thì cho con 100. Thôi em nói đùa thôi, thật ra thì bát đũa này em biết rửa mà. Ôi mọi người không phải ấy đâu, để em rửa cho nhá. Ôi giời ơi. Thế bây giờ mẹ vừa cho 100.000 thật à? Thôi cho con là cho con. Nhá, con nhá. Ừ, cho thôi, con. Thôi mẹ cũng phải hiểu cho con một tí nhá. Mẹ là phụ nữ mẹ hiểu được chứ. Thôi con cảm ơn mẹ nhá.